Mai mình ly hôn, tác giả Vân Yên, tập cuối. Trong giây lát, trong đầu của anh lại xâu chuỗi lại hết được tất cả sự việc đã xảy ra. Chính là Lam, chắc chắn là cô ta đã nhìn thấy tên điên kia lao đến anh nên mới bạt mạng chạy đến ngăn cản. Nghĩ đến đó, Hạo nhanh chóng xuống xe chạy lại tới đó. Anh muốn xông vào kéo Lam ra khỏi, ít nhất có thể có thêm một tia hy vọng rằng cô sẽ không chết. Nhưng đám lửa đã nhanh chóng bén ra khi bình xăng đã dở rồi chạy ra lên láng. Mọi người ở đó đã kéo ngược anh trở lại để tránh có thêm một mạng người hy sinh vô ích. Lam, cô tỉnh lại cho tôi. Cô có nghe tôi gọi không? Cô mau mở mắt ra cho tôi nhanh lên. Các người buông tôi ra, mau buông tôi ra. Sao mấy người trơ mắt nhìn người ta gặp nạn vậy? Các người không có cứu thì thôi, buông tôi ra đi cứu. Hạo dùng dãy, gào thét trong vòng dây của mọi người. Anh phản ứng mạnh mẽ, không phải anh động tình xưa, cũng không phải anh nhận ra mình yêu Lam hay gì cả. Tất cả là vì hình ảnh hai con mèo nhỏ nằm bất động trên vũng máu năm xưa lại hiện về rõ nét. Khi mà Lam đang giống hệt như hình ảnh hai con mèo đó, điều này làm anh hoảng loạn. Khung cảnh náo loạn, một mùi nồng cũ khét lẹt vì trận hỏa hoạn đang bung tỏa xung quanh. Tầm mắt anh bây giờ chỉ còn động lại nơi cô gái đang bất động đó. Bỗng anh dùng thật mạnh thoát khỏi sự khống chế của mọi người rồi chạy về phía đám cháy đang phừng phực. Cậu trai trẻ, cậu không cần mạng nữa sao? Ai đó, mau đến giúp cậu ta đi. Mặc kệ mọi người liên tục hét lớn, Hạo chạy một mạch đến nơi Lam đang nằm, dùng hết sức kéo cô ra khỏi ghế lái trong xe. Đáng lẽ điều đó không có gì khó khăn nếu như không có những ngọn lửa cháy bén vào tay, vào người của anh. Nhưng trong mắt anh bây giờ chỉ có cứu người. Dù có khổ sở thế nào anh cũng phải cứu người. Anh không cho phép bất cứ một ai vì anh mà phải bỏ mạng. Mấy giây sau, Hạo vòng tay giữ chặt lấy cánh tay cô, dùng hết sức kéo mạnh một lần. Và rồi anh cũng thành công cứu thoát được Lam ra khỏi xe. Nhưng lúc này anh lại nhìn vào trong đó. Quý cũng đang mắc kẹt ở bên ghế phụ. Phía bên đó đã bốc cháy dữ dội. Hạo nhìn Quý đang cố hết sức muốn nói với anh điều gì đó mà rơi nước mắt. Thì ra, lúc nãy Quý cũng đã cố gắng đẩy Lam ra giúp anh. Thì ra, Quý đến chết cũng vì cô không màng tất cả. Cả người của Quý thấm đẫm những dòng máu đỏ. Mắt, môi, mũi, miệng đều thấy máu tuôn không ngừng. Thậm chí cánh tay đang chìa ra phía anh, nơi cổ áo cũng đã thấm đẫm một màu đỏ như ai sơn ai quét. Không chịu được cảnh này, Hạo buông vội Lam trong tay xuống đất rồi lao đến cố chồng tay sang kéo Quý thoát khỏi biển lửa. Nhưng không, Quý biết mình mắc kẹt không thể ra nổi nên đã rụt tay lại ngay. Sợ dĩ Quý chìa tay cũng chỉ muốn nắm lấy Lam thêm một lần. Đó là sự nuối tiếc chứ không phải muốn bản thân được cứu. Nhưng Hạo lại không cam tâm. Anh vẫn cố gắng nhướng tay qua đó mặc cho sức nóng của lửa lớn cứ phà vào người. Cậu mau đưa tay ra cho tôi, muốn bảo vệ cô ta thì không có được bỏ cuộc, mau đưa tay cho tôi, có nghe không? Trong khi Hạo nói mà như hét thì Quý lại mỉm cười đau đớn, dùng hết một sức yếu còn lại gượng nói với Hạo vài câu. Hạo, Hạo thiếu gia, xin anh hãy cứu, cứu cô ấy. Đi, mau đi đi, mau đưa cô ấy đến bệnh viện, chỗ này sắp nổ rồi, mau lên, không còn kịp nữa. Không được, cậu đừng có quân tử dởm ngay lúc này. Đưa tay đây cho tôi nghe không?
đưa tay. Hạo thiếu gia, đi đi, tôi không xong rồi, mau đi đi. Tiếng khung xe bị cháy cộng với cái mùi nồng nặc ngộp thở bắt đầu hiện lên rõ rệt. Quý cố nói xong câu cuối cùng thì cũng ngã đầu buông xuôi tất cả. Hạo chứng kiến từ đầu đến cuối hết những nỗ lực bảo vệ Nhã Lam của Quý mà thầm cảm phục. Đến Quý không có thể cứu Quý nổi nên Hạo đành quay lưng ẩm thóc Lam chạy vào xe của mình, sau đó chạy một mạch đến bệnh viện gần nhất. Giao Lam lại cho các y bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu. Hạo đứng ngồi ngoài hành lang mang tâm tình rối tung. Anh không ngừng dò đầu bứt tai, rồi thì đấm tay vào tường đến nỗi các mắt tay đều tứa máu. Dù không có muốn nhưng trong đầu anh lại cứ liên tưởng đến Ngân. Anh cứ tưởng tượng mãi, cô gái lúc nãy không phải là Lam mà là Ngân thì anh biết phải làm sao đây. Sẽ cùng cô lao vào biển lửa hay vì cô mà lật tung cái địa ngục giết chết kẻ tối cao để không còn một ai có thể mang cô đi mất khỏi cái thế giới này nữa. Lát sau, khi đã đủ sự bình tĩnh, anh lấy điện thoại gọi cho trợ lý Tâm. Tìm đi, cậu mau cho người tìm hết những chuyến bay bằng phi cơ riêng biệt, phi thuyền riêng cho tôi. Tôi đột nhiên có cảm giác cô ấy đã bị người ta đưa đi mất rồi. Dạ, vậy tôi cho người làm ngay đây Dương Tổng. Anh đang ở đâu vậy? Để tôi chạy qua đó. Nhã Lam và Quý đã qua đến đây rồi. Vừa rồi có tai nạn, có người muốn giết tôi. Nghe được tin động trời khiến Tâm hét lớn. Sao? Dương Tổng, anh đang ở đâu? Anh có bị làm sao không? Tôi không sao, nhưng cậu mau đến bệnh viện trung tâm đi, Lam đang cấp cứu ở đây. Không đợi Tâm trả lời, Hạo liền cúp máy. Vừa xong thì bác sĩ ở bên căn phòng trống kia đi ra, nhìn sắc mặt ông nghiêm trọng, khiến Hạo cảm giác được một tin không hay nào đó sắp phát ra từ miệng của ông. Cậu là người nhà của bệnh nhân Quỳnh Nhã Lam. Hạo gật đầu nghiêm mặt. Đúng, cô ấy không có sao chứ. Vị bác sĩ lắc nhẹ đầu rồi nói tiếp. Rất xin lỗi, nhưng bệnh nhân không thể qua khỏi vì chấn thương quá nặng. Bệnh nhân đã dập mật, nứt phổi, phần ngực bị tác động quá mạnh gây gãy xương sườn dẫn đến xuất huyết toàn bộ nội tạng. Mong gia đình đừng có quá đau buồn. Nghe ông nói xong, mà Hạo như chơi dơi đi nhiều, lại thêm một người vì anh mà chết. Tại sao trên đời này lại hất hủi anh đến như vậy? Không lẽ ông trời bắt mọi thứ xung quanh anh phải vận hành theo một quỹ đạo thôi sao? Chỉ cần là người tốt với anh thì đều có một kết cục là bỏ mạng. Hạo siết hai bàn tay chặt đến trắng toát. Sau đó, y tá hướng dẫn cho anh vào trong gặp Lam lần cuối. Anh vốn đã gặp Lam trong vô số lần, vô số tình huống. Nhưng con đường vào gặp cô hôm nay lại khác lạ lắm. Nó đầy mùi thuốc tẩy lẫn lộn máu tanh, không khí lại lạnh lẽo rợn người. Một cô gái tuy có giả tâm, nhưng chung quy lại cũng là vì anh. Và rồi, người con gái từng có nụ cười tươi tắn, lại đang nằm ngay ngắn trên cái giường chết chóc trước mặt, khiến cho tâm tình của anh khó tả. Hạo đi chậm rãi đến ngồi xuống ghế sát giường cô. Toàn thân cô bây giờ là những vết thương lớn nhỏ khác nhau, vậy mà bên cô duy nhất chỉ còn dây nối oxy vào mũi, ngoài ra không còn bất kỳ máy móc nào để duy trì sự sống. Hạo nhìn cô hồi lâu rồi cố gắng bình tâm. Em đi đâu đây? Em đi tìm tôi à? Tìm tôi sao cũng đến chỗ của tôi mà lại đuổi theo tôi trên đường làm cái gì? Em tưởng em rành đường lắm sao? Em tưởng em là tay lái lụa à? Hay em nghĩ em làm như vậy tôi sẽ cảm kích em? Không đâu, em sai rồi. Tôi sẽ không thấy cảm kích em, mà em làm vậy, tôi sẽ mang nợ em cả đời. Thậm chí tôi sẽ vì sự hy sinh này của em mà ám ảnh đến hết kiếp. Nói đến đây, Hạo lại thở dài mệt nhọc. Những ngón tay cô lúc này bỗng động đậy như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Hạo nhìn thấy được, liền chạm vào rồi sưởi ấm nó một chút. Em tìm tay tôi à? Em đang nghe hết những gì mà tôi nói có đúng không? Vậy em cứ nói cho tôi nghe xem, nói cho tôi biết bây giờ tôi phải làm sao. Làm sao mới khiến cho em sống lại khỏe mạnh bình thường? Tôi không yêu em, nhưng tôi không hề muốn em vì tôi mà chết. Bây giờ em thành ra thế này, em nói tôi phải làm sao đây? Đôi mắt của Lam vẫn một mực nhắm nghiền, nhưng đâu đó, nơi khóe mắt lại đang trưng trưng một giọt lệ chảy xuống. Hạo đưa tay lau nó đi rồi tiếp lời. Em biết không,
Thật ra em ngốc lắm. Kẻ si tình bên cạnh em lại không nhìn thấy. Tôi đang nói đến Quý đó, thuộc hạ thân cận nhất bên em đó. Cậu ta rất thương em, nhưng chắc cậu ta sợ thân phận hai người quá lớn nên đã không dám nói. Nhưng hôm nay, em biết không, cậu ta lại rất can đảm. Cậu ta đã dùng hết chút sức tàn lực cuối cùng để cứu em lần cuối đó. Có lẽ cậu ấy đang kiên nhẫn đợi em ở một nơi nào. Nếu em không còn tin lời tôi nói, thì bây giờ em đi tìm cậu ta hỏi cho rõ đi, chịu không? Cũng không biết vô tình hay đã đến lúc cô phải đi, khi lời anh vừa dứt cũng là lúc hơi thở của cô dừng lại. Màn hình máy thở cũng hiện ra toàn là ngang thẳng tắp. Cô đi rồi. Có lẽ cô đã đi tìm Quý như Hạo đã nói. Hạo cúi đầu như để tưởng nhớ lại cô một chút, rồi đứng lên tự tay trùm tấm vải trắng phủ qua mặt cô. Nhã Lam, vĩnh biệt em. Nếu có kiếp sau, em nên đi tìm Quý, người yêu em hơn tất cả, và hãy nhớ kỹ đừng có yêu tôi. Đợi Tâm tới, Hạo giao lại mọi việc cho Tâm sắp xếp các thủ tục, đưa hai thi thể của Lam và Quý quay về cố hương. Còn phần anh vẫn tiếp tục đi tìm Ngân. Vừa ngồi vào trong xe, Hạo liền thực hiện một cuộc gọi quốc tế. Chào cảnh sát Phong, tôi là Dương Hạo. Dương Hạo? Là Hạo thiếu gia đó sao? Sao hôm nay lại tìm tôi vậy? Tôi muốn báo án. Báo án hả? Hạo thiếu gia, có chuyện gì vậy? Tôi có một vài bằng chứng để tố cáo bà Cao Mộc Miên, tức là mẹ trên danh nghĩa của tôi, về tội lừa đảo, cấu kết và che giấu tội phạm nhằm chiếm đoạt tài sản. Đồng mưu với bà ta là Dương Tuấn, tức em trai trên danh nghĩa của tôi, về tội giết người. Tôi yêu cầu ông bắt người khẩn cấp vì tôi đang nghi ngờ một trong hai kẻ đó đang thực hiện hành vi bắt cóc trái pháp luật. Mong cảnh sát Phòng chịu hợp tác giúp tôi sẽ không có để ông chịu thiệt đâu. Hạo thiếu gia không cần khách sáo đâu, những kẻ phạm tội cũng là kẻ địch với tôi mà. Vậy phiền Hạo thiếu gia gửi tất cả bằng chứng qua cho tôi để tôi xin lệnh bắt người. Được, nhưng cảnh sát Phòng nhớ giùm tôi. Nếu đúng là họ đang thực hiện một cuộc bắt cóc, thì mong ông tìm mọi cách phải giữ an toàn tuyệt đối cho con tin, vì đó là vợ của tôi, cô ấy đang có thai. Cậu yên tâm đi, tôi sẽ nhớ mà. Cúp máy, Hạo liền quay về nhà thu dọn đồ đạc cá nhân, rồi tự mình mua vé quay về Việt Nam. Chuyện ở đây đã xong, anh lại cảm thấy Ngân chắc chắn đã không còn ở đây nữa. Chính vì vậy, anh quyết định trở về tìm cô, bằng mọi cách phải tìm cho ra, còn ở đây cứ để người của anh tiếp tục tìm cô. Ngân đang ở trong một căn phòng tuy không có xa hoa, nhưng lại đầy đủ và đẹp đẽ. Cô được Tuấn đưa về căn nhà này khi tàu vừa cập bến. Để cô ở đây cũng một lúc lâu rồi mà vẫn chưa thấy Tuấn quay lại. Cô ngồi trên tàu một quãng đường dài, cộng với việc thai nghén khiến cho cô kiệt sức. Cô muốn bước xuống giường để tìm kiếm lối thoát cho mình, nhưng cứ ngồi dậy là đầu cô lại quay vòng vòng, nên đành bỏ cuộc nằm yên trên giường. Tuấn cũng đang ở trong cùng một căn nhà với cô, nhưng là một căn phòng khác ở tầng trên. Anh đang ngồi dắt chéo chân trên ghế, đối diện anh còn có hai người đang thưa chuyện. Tuấn thiếu gia, tôi đã làm như anh dặn dò. Bà chủ tịch đang thực hiện nghi lễ quả thiêu cho chủ tịch. Tôi đã cho vài người đến bảo vệ bà ấy. Tốt. Còn nơi này thì sao? An toàn tuyệt đối chứ? Tôi đã thăm dò rồi. Nơi này thanh vắng vì nằm ngoài vùng ngoại ô. Tuy là chỗ không có nhiều hiểm nguy, nhưng lại cách xa hết mấy chốt biên phòng lẫn trụ sở của công an. Vậy nên tình hình trước mắt thì nơi này an toàn tuyệt đối. Nói xong, Tuấn gật đầu rồi xua tay đưa hiệu cho tên đó ra ngoài. Tên còn lại bây giờ mới run rẩy báo tin. Tuấn thiếu gia, chuyện ở Đài Bắc không có xong rồi. Người của chúng ta vốn đã có được một thời cơ tốt để làm việc, nhưng không biết giữa đường lại có người giúp Hạo thiếu gia nên đã gây ra một vụ tai nạn lớn. Tôi có cho người tìm hiểu, thì biết người ngăn cản chúng ta là xe của Lam Tiểu Thư. Sau cái vụ tai nạn đó, Lam Tiểu Thư, thuộc hạ thân cận của cô ấy và cả người của chúng ta đều chết hết rồi. Cái gì? Tuấn nghe tin dữ về Lam khiến cho anh giật mình. Lam ở đâu bên đó? Cậu có điều tra kỹ chưa? Tuấn hét lên cũng không làm cho tên thuộc hạ run sợ. Dạ đúng là Lam Tiểu Thư, tôi đã cho điều tra kỹ lắm rồi. Lam Tiểu Thư qua đời rồi thiếu gia. Thi thể cô ấy đang nằm ở bệnh viện thành phố Đài Bắc. Hình như người của Hạo thiếu gia
đang hoàn tất thủ tục đưa hai thi thể của Lam Tiểu Thư và thuộc hạ của cô ấy trở về Việt Nam. Nói như vậy là anh ta không sao chứ? Dạ đúng thiếu gia, bây giờ chúng ta nên làm cái gì tiếp? Chị Dâu biết được thực hư thân thế của tôi, lại biết được nhiều chuyện làm sai trái của mẹ tôi. Nếu như vậy, thì ít nhiều anh ta cũng biết tất cả. Anh ta là kẻ biết trước lường trước tương lai. Không chừng anh ta đã nghĩ ra được việc chị Dâu bị đưa ra khỏi Đài Bắc rồi. Anh ta có thể đang trên đường về đây để tìm người, luôn tiện vạch trần tôi. Tìm. Các cậu mà bố trí hết tất cả các sân bay quốc tế, ngay cả đường thủy cũng phải canh chừng cẩn thận cho tôi. Chỉ cần thấy anh ta thì cứ ra tay, không cần hỏi ý tôi. Dạ. Mọi chuyện cứ tưởng êm đềm, không ngờ đột nhiên lại bị bẻ đi một lối khác, khiến đầu óc của kẻ có tội như Tuấn phải rối tung. Hạo về đến nhà thì bài vị của ông Đăng đã được bày biện lên bàn thờ ngay ngắn, chỉnh chu. Nhìn vào di ảnh của ông, một người đàn ông có khuôn mặt phúc hậu, vậy mà lại bị kẻ tiểu nhân sống bẩn dối lừa, gạt gẫm suốt mấy mươi năm. Ba, con về rồi. Con mang theo tâm nguyện của ba về rồi. Một lúc nhận lại quá nhiều chuyện kinh khủng, khiến cho Hạo yếu mềm ngay lúc này. Thắp một nén hương, hai gối chạm đất, Hạo lại nghẹn ngào rơi nước mắt. Sao ba không chờ con chị? Sao ba lại đi nhanh như vậy? Ba biết không, di nguyện của ba là do con dâu của ba dồn hết tâm huyết vào để mang về đó. Nhưng mà cô ấy đã bị kẻ khốn mạt đó đưa đi mất rồi. Ba ở trên trời có linh thiêng thì nhớ phù hộ cho con mau chóng tìm được cô ấy nha ba. Con thật sự không thể chịu nổi đả kích nữa. Người ở bên cạnh con ngày một ít đi rồi. Con thật sự không có muốn đâu ba. Ba đi rồi, Nhã Lam cũng đi, Quý cũng không còn. Vợ của con cũng không biết hiện giờ cô ấy đang ở đâu. Ba, rốt cuộc con đã làm gì nên tội? Một giọt, rồi hai giọt nước mắt đã rơi xuống. Một người đàn ông mạnh mẽ quyết đoán như Hạo mà hôm nay lại rơi lệ thì chứng tỏ cõi lòng của anh đã tan nát. Còn gì nữa đâu, anh không dễ gì có người thân, vậy mà. Vừa đứng lên, cắm nén hương lên lư, thì giọng nói nghe như có vẻ đang đau lòng của bà Miên cũng vang lên phía sau. Con về rồi đó hả? Mấy hôm nay chắc ông ấy mong con về lắm đó. Bà vừa khóc vừa đi tới chỉ tay vào di ảnh. Hạo nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đỏ ngầu kia mà sao không cảm thấy chút động lòng nào. Anh kìm lòng không thể để mình quá xúc động rồi thong thả nói. Vẫn còn diễn à? Con nói gì vậy? Mẹ không hiểu. Lật bài đi, ba chết rồi. Bà Miên khựng lại như để dò xét tâm tư của anh. Nhưng với nét mặt trước sau một vẻ lạnh lùng thì bà Miên có cố gắng cách mấy cũng bằng không. Được, mày muốn nói gì thì cứ nói đi, tao tiếp mày. Nghe xong, Hạo mới nhếch mép cười khinh. Như vậy mới đúng là bà. Sao rồi, đã lo thủ tục để Dương Tuấn ngồi lên vị trí của ba chưa? Mày cũng lo đến cái chuyện đó à. Mày đừng có mộng tưởng đến bất cứ cái thứ gì từ ngôi nhà này. Ông ấy chết rồi thì quyền quyết định sẽ thuộc về bà chủ tịch là tao. Mày khôn hồn thì quy thuận tao đi, thì quả may tao còn tha cho con đường sống. Thấy bà ta vẫn còn hống hách, không có sợ đất, không sợ trời, khiến cho Hạo bật cười thành tiếng. Bà có thấy là mình tính đến cái đường đó còn hơi sớm không? À, bà đã tính đến việc hai mẹ con bà vào ngục sẽ phải sống như thế nào không? Mày nói cái gì? Mày đang kể chuyện hài cho ai nghe vậy, hả? Nếu Hạo tính toán không sai, thì có lẽ bây giờ cảnh sát cũng đã xin được lệnh bắt người. Vậy bây giờ, anh cũng nên chơi với bà ta một gián bài, gọi là đợi chờ cửa ngục. Cũng hay đó. Bà Miên liên tục nghênh mặt thách thức anh. Hạo thì lặng yên, anh không tỏ vẻ gì là mình đã an bài hết tất cả. Anh ngồi xuống sofa gần đó, hai chân bắt chéo lên nhau, tay cũng đan lại đặt lên đó, một kiểu ngồi ra dáng thong thả, không vướng bận thiệt hơn. Khóe môi cũng không có quên nhếch cười. Có hài hay không thì bà cứ đợi ở đó đi. Tôi thấy bà cũng biết bày trò lắm đó chứ. Mấy mươi năm qua đã qua mặt ba tôi. Hôm nay mẹ con bà còn dám bức chết ông. Bà nghĩ chuyện bà làm không ai biết à? Bà đừng quên, nếu tôi kéo hết sự thật ra
thì bà và đứa con trai không có gốc gác của bà, chỉ có nước trắng tay thôi. Tao biết ngay là con ranh vợ mày đã nghe ngóng được chuyện gì mà. Sao? Tao nghe nói nó mất tích rồi mà. À, hình như nó còn đang mang thai nữa. Mày nghĩ xem, bây giờ mày vạch mặt tao quan trọng hơn hay một cú điện thoại của tao quan trọng hơn? Không ngờ, bà Miên lại dùng con bài hiểm khiến cho Hạo nổi nóng. Bàn tay anh thoáng một cái siết chặt vào nhau giận dữ. Bà Miên nhìn sắc mặt của anh có vẻ bình thường, nhưng bà biết trong lòng của anh đang nóng như lửa đốt. Hạo hận, ngay cái lúc này không thể bóp chết bà ta, không thể giết chết, nhưng hăm he bà ta chắc cũng không có gì quá đáng. Nghĩ là làm. Động thái anh nhanh như chớp đứng thoắt dậy, bàn tay siết lấy cổ bà Miên mà gương mặt trở nên hung ác. Ai cho bà cái quyền đụng chạm vào người của tôi? Bao nhiêu lần tôi im lặng không có tính toán với bà, không có nghĩa là tôi không có ghi tâm. Là vì tôi đợi đây, đợi ngày một tay đưa bà ra ánh sáng. Nói, cô ấy ở đâu? Các người đưa cô ấy đi đâu? Bà Miên bị Hạo bóp nghẹn nơi cổ họng, vừa đau vừa không thể thở. Bà trợn mắt, tay cũng níu tay Hạo khó khăn. Mày muốn giết tao à? Cho mày biết, tao mà chết là vợ con của mày cũng sẽ đi theo tao xuống suối vàng thôi. Mày có ngon? À. Hạo mím môi mình, rồi dùng lực mạnh khiến cho bà Miên ú ớ. Khi bà Miên sắp đứt hơi thở, thì một giọng nói trên camera cũng phát ra. Hình như hôm nay anh hai lại nóng tính rồi đó. Đôi mắt của Hạo long lên sòng sọc. Anh xoay người lại, đổi vị trí với bà Miên. Khi đối diện được với camera, anh mới nghiến răng. Mày đã đưa cô ấy đi đâu? Mau nói đây! Giọng Túng thông qua camera cũng bình tĩnh, thậm chí còn có chút cười đùa. Muốn nói chuyện với tôi á, thì cũng nên buông cái tay thối tha kia của anh ra đi chứ. Nếu còn làm mẹ tôi khó chịu, thì tôi không chắc mình có làm y như vậy với chị dâu không đó. Mày dám! Anh cứ thử đi, tôi dám không? À, chắc anh nghĩ tôi thương chị dâu như vậy, tôi sẽ không dám làm gì nên thách thức tôi, có đúng không? Hình như anh đã quên trong bụng chị ấy đang có một sinh linh thì phải. Tôi thương chị, không có nghĩa là tôi cũng thương cái thứ nghiệt chủng kia đâu. Hạo nghe xong mà tức đến nỗi ù tai. Anh cảm nhận rõ rệt từng dòng máu trong người như đang chảy ngược, khiến cho nó nóng lên và đau đớn âm ỉ. Dù không có cam tâm, nhưng đối với Ngân và đứa con chưa có tượng hình trong bụng, anh không có thể đùa giỡn với những kẻ lòng lang dạ sói này được. Hạo buông lỏng đôi tay rồi rút lại. Xong xuôi, giọng của Tuấn ở bên kia lại nóng lòng gấp rút. Mẹ kiếp, anh còn dám báo công an à? Tôi lệnh cho anh mau chóng đưa mẹ tôi an toàn đến đây. Nếu mẹ tôi có chuyện gì thì anh đừng có hối hận. Tuấn quan sát hết camera trong nhà thì thấy công an đã đến tận cửa. Hơn nữa còn có cả quân triều đình và chó nghiệp vụ. Đây rõ ràng là đi bắt người, chứ không phải đơn giản là đi thu thập chứng cứ điều tra. Thế vậy, Tuấn liền gấp rút ra lệnh cho Hạo ngay. Hạo nghe xong, đã chạy sang cửa sổ dán màn nhìn xuống dưới. Đúng thật, công an đã đến. Suy nghĩ vài giây sau đó, quay lại nhìn bà Miên. Tuấn ở bên trên camera lại lớn giọng thúc giục. Dương Hạo, anh không còn đưa mẹ tôi đến đây, thì đừng có trách tôi ra tay tàn nhẫn đó. Hết cách thật rồi, không thể để cho vợ con phải rơi vào nguy hiểm. Một giây sau, anh lại kéo tay bà Miên chạy ra ngoài. Nhắn địa chỉ qua cho tôi, mau. Nói rồi, Hạo liền đưa bà Miên chạy vòng lại một lối nhỏ phía góc phải của giường nhà. Đây là lối thoát hiểm duy nhất để ra khỏi cái nhà mà ông Dương đã cho xây dựng từ lúc dựng lên căn nhà này. Vì ông biết lo xa, ông hiểu thương trường là chiến trường, nên cho mở lối này nhằm sẽ có lúc cần né tránh kẻ thù. Không ngờ hôm nay, nó lại là cái lối đi duy nhất giúp cho bà Miên thoát khỏi sự truy bắt của cơ quan công an. Từ từ thôi, tao đã già rồi mày còn bắt tao chạy nhanh như vậy à, cũng phải cho tao thở nữa chứ. Bà muốn thở thì vào ngục mà thở, còn muốn đi gặp con trai bà thì im lặng và chạy nhanh cho tôi. Mày! Không đi thì bây giờ tôi bỏ bà lại cũng còn kịp đó. Nói xong thì cũng đến một nhà xe nhỏ sát bên vách ngăn của tường rào. Hạo đưa bà Miên vào một chiếc xe sang khác rồi lái đi mất. Xe chạy như bay theo địa chỉ mà Tuấn đã nhắn tới. Lúc này anh không còn nghĩ gì nhiều được nữa. Ngoài việc nhắm thẳng địa chỉ rồi đạp chân ga hết cỡ thì đầu óc chỉ còn lại hình ảnh của cô. Ngân, em phải chờ tôi.
tôi đang đến với mẹ con em đây. Chiếc xe chạy ra ngoài thành trong một thoáng khiến cho bà Miên say sẩm mặt mày. Mày muốn chết, nhưng mà tao thì chưa. Mày chạy nhanh như vậy là để mau đi gặp ba mày hả? Bà còn lên tiếng nữa, tôi ném bà xuống xe đó. Để tới chỗ, ta sẽ cho mày nát thay. Vậy đến chỗ thằng nói đi. Bà Miên không hề biết, Hạo đã nhanh tay chuyển tiếp tin nhắn báo địa chỉ mà Tuấn nhắn tới cho cảnh sát Phong. Có lẽ bên phía cảnh sát đã sắp tìm tới nơi cũng nên. Không lâu sau, Hạo và bà Miên cũng đã dừng vào sân của một căn nhà nhỏ vùng ngoại ô. Bà Miên lần này nhanh nhẩu nhảy tọt xuống xe rồi chạy vào trong nhà. Còn Hạo thì khác, anh chưa kịp mở cửa, đã có hai tên thuộc hạ mặt mày bậm trợn ra đón. Hạo như không hề sợ sệt, anh nhoẻn cười hắt ra một cái rồi bước xuống. Coi bộ chủ cả của các ngươi cũng biết tiếp đãi khách thật đó. Đưa hẳn hai người ra đây đón tôi luôn à. Hạo thiếu gia, xin lỗi cậu. Chúng tôi chỉ làm theo lệnh. Dẫn đi. Vừa dứt câu cũng là lúc hai tên kia cặp tay anh ra phía sau rồi dẫn vào trong. Lên tầng 2, tầng 3, cuối cùng chúng đưa anh đến một căn phòng rộng lớn nhưng không mấy thơm tho. Tuấn đang ngồi dắt chéo chân trên sofa. Trước mặt còn có một cái bàn nhỏ, bên cạnh là bà Miên và một vài tờ giấy. Không cần đọc anh cũng biết đó là giấy gì. Cô ấy đâu? Hạo vẫn đứng hiên ngang nhìn trừng trừng vào hai mẹ con của kẻ thù ác gằn giọng. Tuấn phì cười vì trong tình huống này vẫn không thể thấy một tia sợ hãi trong anh. Sau đó lại nói. Anh thường dùng thái độ này để nhờ cậy người ta. Mày muốn gì thì nói lẹ đi. Tao cần người của tao, không cần vòng vo với hai mẹ con của mày. Anh cũng hay thiệt đó. Biết ông Đỗ đã ra tay giúp đỡ nếu hai mẹ con tôi gặp chuyện, nên đã báo bên cơ quan phụ trách kinh tế xin lệnh bắt giữ ông ấy trước rồi. Bà lúc còn sống luôn đề cao anh, nói anh biết nhìn xa trông rộng, quả thật không sai. Vậy đâu, anh thử dự đoán xem tiếp theo đây sẽ xảy ra chuyện gì. Xảy ra chuyện gì cũng mặc kệ mày, tao cần người, cô ấy đâu, vợ tao đâu. Hạo hét vào mặt của Tuấn, khiến bà Miên tức giận nói lớn. Tụi bay điếc hay mù hết rồi mà không nghe nó la lối thiếu gia hả? Còn không mau cho nó một bài học đi. Khỏi. Bà Miên vừa nói xong thì Tuấn liền lên tiếng can ngăn. Không phải Tuấn đột nhiên tốt bụng mà hắn tự muốn ra tay. Một cái đấm không thể mạnh hơn đã đáp thẳng xuống gương mặt kiên cường bất khuất của Hạo. Anh như không hề hấn gì, vẫn ngẩng mặt cười ngạo nghễ. Mà tóm lại, chỉ có vậy thôi. Ta cần người, mày mau đưa cô ấy ra đây gặp tao. Tốt nhất là còn người nguyên dạng, nếu không ta sẽ phanh thay mày đó, có nghe thấy không? Lại một cú đấm như trời giáng xuống mặt anh, méo xệch. Tuấn bóp cổ anh hệt như lúc nãy anh đã làm với bà Miên. Hai tên thuộc hạ giữ chặt tay khiến anh chỉ có thể trân mình chịu trận. Kể từ bây giờ, mày còn nói thêm câu đòi người nữa, tao lại không có cách sáo với mày đâu, nghe không? Mày không có tư cách, ngay cả bản thân mày còn chưa lo xong, mày dám mở miệng đòi người à? Sao mày lại thảm hại như vậy hả, Hạo? Cuối cùng, mày cũng lật mặt rồi, Dương Tuấn à? Mà không, nên gọi mày là Đỗ Tuấn. Ba tao đâu phải là ba mày. Mày có nghe chối tai thì tao vẫn nói, tao cần người, tao cần vợ tao. Mày mau! Một cú đấm nảy lửa lại nổ ra. Lần này không đáp lên gương mặt mà là bụng anh. Một cú đấm đau điếng khiến cho Hạo phải nhăn nhó khom người. Chưa hả dạ, Tuấn không ngại thượng cẳng chân hạ cẳng tay lên ngực của Hạo. Những giọt mồ hôi từ người anh đã dần tuôn xuống vì chịu đựng. Một lát sau, bà Miên mới chịu lên tiếng. Tuấn, con đợi một chút cho xong chuyện đã, rồi con muốn giết nó thì giết. Bây giờ đưa nó qua đây, ký vào cái mớ giấy này cái đã. Tuấn nghe xong, liền hậm hực buông tay xuống. Sau đó ra hiệu cho thuộc hạ đưa Hạo đến gần bà Miên, rồi ghi người anh quỳ xuống đất. Bà Miên không có chờ lâu, liền đẩy đến cho anh một cây viết. Hạo nhìn sơ qua dòng tiêu đề, đơn thỏa thuận chuyển nhượng, rồi lại quay đi hướng khác. Muốn tao ký vô mấy cái thứ này à? Nằm mơ! Tuấn đẩy tên thuộc hạ ra khỏi, rồi tự mình bẻ dặn tay anh ngược ra phía sau, bị đòn bất ngờ lại quá đau, khiến Hạo phải kêu lên một tiếng. Mày ký đi! Đừng có để tao nóng. Đừng có hòng uy hiếp tao. Cho dù tao có ký, thì mẹ con mày cũng không có phước phần mà hưởng đâu. Mày đừng có lo cho tao. Chỉ cần mày ký, thì tao tự có cách để tận hưởng. Mày đừng có nghĩ, chỉ có mày là thông minh thôi. Ký,
cánh tay của Hạo bị bẻ ngược và kìm chặt khiến cho nó sắp tím liệm. Bà Miên thấy vậy liền tiếp lời. Chỉ cần mày ký, ta sẽ cho con Ngân ra gặp mày. Mẹ! Tuấn muốn phản đối, nhưng bà Miên lại chắc lưỡi kêu im. Hình như bà làm vậy là hạ thấp Hạo rồi. Anh đâu phải là con nít để bị lừa. Anh hiểu lúc này không phải lúc tranh cãi hay đòi người. Cái anh cần làm bây giờ là kéo thời gian chờ bên cảnh sát tới. Hy vọng họ sẽ đến kịp lúc để mọi chuyện không có đi thêm quá xa. Bà nghĩ bà đang nói chuyện với ai mà giả vờ như đang dụ con nít vậy? Khi mọi chuyện chưa đến đâu, thì một tên thuộc hạ bên ngoài lại hớt hải chạy vào báo tin. Tuấn thiếu gia, có chuyện không hay rồi, thiếu... Đang nói giữa chừng, hắn mới thấy Hạo nên liền dừng lại. Tuấn thấy vậy liền nói. Nói đi, không có sao. Dạ, dạ, thiếu phu nhân đang đau bụng dữ dội. Cô ấy nói mình không có xong rồi. Gì mà không xong rồi, để tôi qua đó coi. Hạo nghe xong liền điên tiết lên, dùng dãy gào thét. Buông tôi ra, để tao đi coi cô ấy thế nào. Mày đã làm gì cô ấy? Thằng chó chết, mày đã làm gì? Mau buông tôi ra, tụi bé có nghe thấy không? Buông tao ra. Giữ chặt nó cho tao. Nếu có còn phát điên nữa thì cứ đập cho nó tỉnh lại. Dạ, Tuấn thiếu gia. Mày đi đâu? Buông tao ra. Vợ con của tao mà có chuyện gì, tao sẽ phanh thay mày đó, thằng chó. Hai tên thuộc hạ thay nhau đánh đấm liên tiếp vào người của anh như lời Tuấn vừa mới dặn. Nhưng đâu ai hiểu, Hạo bây giờ không còn nghe đâu nữa. Trong anh bây giờ chỉ là có vợ con của mình, tất cả mọi thứ không còn cảm giác gì nữa. Tuấn nhanh chân chạy như bay xuống phòng cô ở tầng dưới, gấp rút đến nỗi cầm chìa khóa trong tay rồi mà anh vẫn không thể mở cửa được. Mau, mau đi gọi bác sĩ phụ sản đến đây ngay, nhanh lên! Tiếng mở cửa vừa mới kêu lên, cũng là lúc một thanh âm thủy tinh bể cũng vang lên cùng lúc. Tuấn thấy đầu mình đau nhói trong vài giây, sau đó mơ màng nhìn lại thì thấy trong tay Ngân đang cầm cái phần miệng còn lại của cái bình hoa. Trên đầu Tuấn bắt đầu rơi xuống vài giọt máu, anh đưa tay che lấy vết thương rồi nhìn cô tức giận. Chị ghét tôi, muốn giết tôi đến vậy sao? Phải. Ngân trả lời thẳng thừng, rồi nhanh tay kéo vai Tuấn quay lưng lại phía mình. Cái mảnh của cái lọ bình, một đầu đã bể, còn lại vài miếng lồi lõm sắc lẹm, cô không ngại kề lên cổ của Tuấn uy hiếp bọn thuộc hạ. Mau tránh ra, không thì tôi không ngại cắt ngang cái cổ của cậu ta đâu. Chuyện này... Tuấn mặt nhăn nhó nhìn về phía bọn thuộc hạ, rồi nháy mắt ra hiệu cho bọn họ không cần phải làm gì. Họ hiểu được nên nhìn nhau dò ý, cuối cùng cũng chịu đi khỏi đó. Ngân thấy vậy lại không tin. Cậu lại giở trò gì đây? Chị uy hiếp tôi như vậy, bọn chúng phải nhân nhượng thôi. Bây giờ chị buông tay ra được chưa? Chị đang có thai, không có thể giói cao như vậy được. Tôi cũng bị thương rồi, tôi làm gì được chị đâu. Một con người xảo trá như cậu, nói hai làm một thì tôi tin cậu sao? Câu nói vừa dứt, cô lại nghĩ ra cách để thoát khỏi. Nhìn xung quanh một lượt, cô mới thận trọng. Được, dù gì cậu cũng bị thương rồi, nên không làm gì được tôi đâu. Tôi thả cậu. Ngân từ từ, rồi trong một giây, liền buông người Tuấn ra. Bàn tay đang cầm cái miếng chai định đâm thẳng lên người Tuấn rồi lách ra. Nhưng Tuấn lại đoán được ý nên đã kịp thời nắm chặt tay cô. Chị nghĩ ra ba cái trò mèo này mà qua mặt được tôi sao? Chị khinh bỉ tôi đến mức như vậy à? Vậy thì cậu hình như đã khinh thường Yến Ngân này rồi. Dứt lời, Ngân liền lấy trong áo lót của mình ra một mảnh bể hồi nãy cô đã nhanh tay giữ lại, bỏ dội vào người của mình. Ngay lúc này vừa nói xong, cô dội lấy nó ra, rạch xoẹt một lần vừa sâu vừa dài lên cánh tay của Tuấn. Tuấn giật mình rụt tay lại, thì Ngân đã chạy ra bên ngoài. Chị dâu, người đâu hết rồi, mau giữ cô ấy lại, nhanh lên! Tuấn nhăn nhó quệt ngang dòng máu đỏ đang lăn trên má, lát sau còn giữ chặt vết thương dài ở trên tay, rời bước chạy theo cô. Ngân bất chấp bản thân đang mệt lả, chạy bạt mạng ra bên ngoài. Khi đến cầu thang, lại thấy bọn âm binh kia đang đuổi lên tới nơi. Hết cách, cô bèn chạy lên tầng trên, hy vọng tìm được cách bỏ trốn nơi đây. Nhưng vừa lên đến nơi, thì lại nghe một giọng đàn ông la hét rất quen thuộc. Buông tao ra, để tao đi gặp vợ tao. Tụi bay điếc hết rồi hay sao? Kèm theo đó là nhiều tiếng động đánh đấm nhằm khiến cho người la hét kia phải im lặng. Ngân hoang mang tột độ. Khi nhận ra giọng đó không ai khác chính là chồng mình, mới vội hớt ha hớt hải chạy đến đẩy cửa đi vào trong.
Hảo! Ngân đột ngột có mặt trong phòng khiến tất cả đều nín thinh, im lặng hoàn toàn. Hảo nhìn thấy cô Bình An đứng trước đó mà dùng giấy thật mạnh muốn chạy đến ôm cô. Nhưng sức anh đã yếu dần, những tên thuộc hạ lại đang giữ chặt lấy thân mình nên có càng dùng giấy cũng chỉ khiến cho anh bị tổn hại. Ngân, em vẫn bình an, em và con không sao chứ? Còn Ngân, mày lại dám lên đây nộp mạng à? Tụi mày đứng đó làm cái gì? Còn mau bắt lấy nó cho tao. Dạ. Phía bên ngoài đang vọng vào tiếng bước chân chạy dục mạng. Phía trước mặt cũng có một tên đang đi đến muốn giữ lấy cô. Ngân không kịp nghĩ gì nhiều, cô ném một phần mảnh vỡ to còn lại lúc nãy vào đầu tên kia, sau đó chạy sang lòn tay bẻ ngược cánh tay bà Miên lại. Tay kia đồng thời cũng kề cái mảnh bể nhỏ lên cổ khiến cho bà ta hoảng hồn la lên. Các người đứng yên đó đi, nếu không thì đừng có trách tôi. Tuấn chạy lên tới thì thấy mọi chuyện đã xong. Bà Miên tuổi già sức yếu lại mới đi một quãng đường xa đến đây nên không thể phản kháng lại. Huống hồ Ngân cặp cái mảnh vỡ xác cổ bà đến tướm máu. Chị dâu, chị bình tĩnh lại, đừng có làm bừa. Có gì chị em mình từ từ nói chuyện. Chị mau buông mẹ ra đi. Chị không có thể bất hiếu như vậy được đâu, chị dâu. Bất hiếu? Đối với những hạng người bất nhân, bất nghĩa, bất tài, bất tâm, thì tôi chỉ mang một danh bất hiếu thì đã là cái gì? Giả lại bà ta cũng không phải là người sinh ra tôi, lại càng không có nuôi nấng tôi một ngày nào, thì sao tôi lại là bất hiếu? Mau, thả người ra, chúng ta đổi người. Không được, Tuấn, mẹ không sao, con mặc kệ mẹ, mau bắt nó ký tên đi con. Bà Miên lên tiếng trấn an Tuấn, nhưng Tuấn vẫn nhìn cô chăm chăm, anh vẫn không có ý định giao dịch gì cả mà tiếp tục thuyết phục. Chị dâu, chị suy nghĩ lại cho kỹ đi, cho dù tôi có thả Dương Hạo ra thì hai người cũng không thể ra khỏi đây. Mau, nghe lời tôi, mau thả mẹ tôi ra đi, chị đang mang trong mình một mạng người, chị đừng có mang nó ra đùa giỡn. Tôi đếm đến ba. Nếu còn không buông thả người ra thì tôi sẽ cho bà ta đi thỉnh tội với ba ngay lập tức. Ngân, chị dâu. Vừa dứt lời là nơi bụng của Ngân cũng đau nhói. Bà Miên nhằm ngay cái bụng đang nhô ra của cô mà thụt tay vào đó, khiến cho Ngân kêu lên một tiếng. Hạo thấy vậy lại điên tiết lên, bung tỏa. Anh dùng giấy hết sức đấm vào hai tên kia đang giữ tay mình rồi chạy đến chỗ của Ngân. Lúc này Ngân đã ngồi bệt xuống đất ôm lấy bụng mình. Tuấn bên kia cũng chạy đến đỡ lấy bà Miên trách móc. Mẹ, mẹ không sao chứ? Sao mẹ lại làm vậy? Mẹ không có làm vậy, liệu nó có tha cho mẹ không? Sao con lại dại vậy? Mẹ đã nói là mẹ không có sao rồi mà. Bên kia, Hạo đang ôm Ngân trong lòng. Giờ phút này, nhìn cô cố gắng nhìn đau dưới bụng mà anh phải rơi nước mắt. Tôi xin lỗi đã đến trễ. Chờ tôi đưa em đến bệnh viện, em sẽ không sao đâu. Em đừng có sợ, có tôi ở đây rồi, em đừng sợ. Hảo, anh có sao không? Em, bụng em đau quá. Biết, tôi biết bụng em đau, tôi đem đi khỏi chỗ này ngay. Hảo không người, định bồng cô đi khỏi thì Tuấn đã đi tới cản lại. Ai cho hai người đi? Nói xong, Tuấn liền quay ra sau hét lớn. Tôi kêu các người đi gọi bác sĩ tới đã gọi chưa? Mau đưa cô ấy quay về phòng, còn người đàn ông này... Tôi không có quen biết, cứ đập chết cho tôi. Dạ. Ngân nghe xong mà tá hỏa tâm hồn. Cô vòng tay qua cổ Hạo rồi cố gắng bấu víu vào người anh. Không, không, anh không được đi đâu. Em ở đây với anh, em không muốn. Tuấn, cậu điên rồi, các người điên hết rồi. Hai tên lúc nãy lại đi tới muốn đưa Ngân đi khỏi. Hạo bây giờ không còn gì để mất nữa. Anh đứng dậy chắn ngang trước mặt cô mà mặt mày như kẻ sắp diệt vong thiên hạ. Tuấn, cô ấy không thể chờ thêm được nữa. Nếu là đàn ông thì mau cho người đưa cô ấy đi bệnh viện. Nếu mày có gan thì tao với mày cùng chơi. Tao không có thời gian ở đây giỡn với tụi bay. Lên đi! Tuấn như đã chờ đợi cơ hội này từ lâu. Lần này chỉ đợi Hạo lên tiếng là Tuấn gật đầu ngay. Được. Tụi bay đưa cô ấy đi bệnh viện đi. Chuyện ở đây để tao lo. Tuấn, không được. Tuấn biết bà Miên sẽ ngăn cản. Nhưng hơn ai hết, khi nhìn thấy Ngân vật vã dưới nền gạch, cõi lòng anh cũng không thể chịu được. Lời Tuấn vừa nói ra, mấy tên thuộc hạ liền đưa Ngân rời đi. Không, tôi không có đi đâu hết. Hạo, em không đi, em không cần anh quân tử ngay lúc này. Muốn đi thì chúng ta cùng đi. Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng, thì một tên thuộc hạ khác chạy bán mạng vào trong. Tuấn thiếu gia, chúng ta bị bao vây rồi,
bên ngoài đang có rất đông cảnh sát, bây giờ chúng ta làm sao đây, thiếu gia? Tuấn chưa kịp nói gì, thì bà Miên đã hét lên trừng mắt. Cái gì? Cảnh sát tới à? Làm sao đây? Tuấn, chúng ta mau đi thôi, con. Phu nhân, bây giờ chúng ta không còn đường đi nữa rồi. Ở bên ngoài toàn là vòng dây của cảnh sát. Hạo mặc kệ bọn họ đang hoang mang như thế nào, thứ duy nhất anh làm là ôm lấy Ngân. Em cố chịu một chút, tôi sẽ tìm cách đưa em đi ngay. Tuấn gấp gáp chạy sang cửa sổ, vén màn ra xem. Đúng thật bên ngoài, toàn là cảnh sát. Bất giác tay Tuấn níu chặt tấm rèm rồi quyết định một chuyện mạo hiểm. Bên ngoài, giọng nói của cảnh sát Phong thông qua cái loa nhỏ cũng vang lên. Chúng tôi là đội trưởng cảnh sát phòng chống tội phạm trực thuộc Trung ương. Hôm nay nhận được lệnh truy bắt hai người tình nghi là Cao Mộc Miên và Dương Tuấn cùng một số đồng bọn. Hiện tại chúng tôi đã tiến hành bao vây toàn bộ lối ra vào ở chỗ này. Tôi yêu cầu tất cả nghi phạm hãy ra đầu hàng để tránh khỏi mọi thương vong. Chúng tôi cho thời gian là 3 phút để các nghi phạm ra đầu thú. Nếu sau 3 phút các người không đầu thú, cũng không giao ra con tin, thì chúng tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh. Bà Miên nghe xong mà hoang mang tột độ. Bà không ngừng run rẩy nhìn sang Tuấn. Tuấn cũng rối bời không kém. Nhưng cuối cùng, Tuấn lại đẩy Hạo ra khỏi người Ngân. Sau đó lại tự mình ẩm thóc Ngân lên chạy ra ngoài. Hạo ngồi dậy muốn chạy theo Tuấn, nhưng lại bị chặn ngay. Tuấn, mày đưa cô ấy đi đâu? Mau buông tao ra! Ngân cũng muốn dùng dậy lắm, nhưng cơn đau đã khiến cô mất hết sức lực. Tuấn ẵm cô chạy xuống vừa nói. Chị chịu đựng được chứ, chị yên tâm đi, tôi sẽ tìm cách đưa chị ra ngoài. Ngân không hiểu Tuấn đang nói gì, cô dùng một chút sức lực yếu ớt hỏi lại Tuấn. Muốn đưa tôi đi ra ngoài sao lại không ra đầu thú và buông tha cho Hạo, tại sao chứ? Tôi muốn trước khi chết tôi sẽ tận tay làm một việc gì đó cho chị. Nếu đã không thể làm chị yêu tôi, thì tôi cũng nên làm cái gì đó khiến chị hối hận cả đời. Nói vậy là sao? Cậu muốn làm gì? Cậu điên rồi. Nói đến đây, cả hai đã đứng sát cánh cửa ra vào. Tuấn đứng khựng lại nhìn cô rồi nhoẻn cười. Vì tôi không thể ngồi tù được, tôi thà chết cũng không đến nơi cùng cực đó. Vừa hay, tôi cũng muốn đưa chị ra ngoài nhanh một chút, thay vì đứng ở trên đó đầu hàng rồi tự sát. Thôi thì, tôi cứ để cho chị thấy Dương Tuấn này đã vì chị mà chết như thế nào. Tôi đã nói rồi, tôi phải để cho chị cảm thấy áy náy ân hận cả đời. Sẵn tiện, tôi phải cho chồng chị biết thế nào là đau khổ tuyệt vọng. Cậu điên rồi. Đúng, tôi vì chị mà điên rồi đó. Ngoài kia, thời gian 3 phút đã gần hết, cảnh sát Phong đã bắt đầu đếm ngược. Tuấn để cô xuống đất, rồi đẩy cửa ra. Anh để Ngân đứng chắn trước mình như bia đỡ đạn, một bàn tay còn đưa lên làm động tác bóp cổ cô. Tôi ra rồi đây. Nhưng các người phải nhìn cho kỹ, đây là con tin. Cảnh sát Phong nhìn kỹ gương mặt cô thông qua màn hình nhỏ, rồi lại so sánh với bức ảnh mà Hạo đã gửi qua, xác định đúng là Yến Ngân, cảnh sát Phong mới nói tiếp. Tôi cho cậu một cơ hội nữa, mau giao trả con tin và giơ hai tay lên đầu hàng đi. Tôi đã quyết định rồi, đây tức là tôi sẽ không có tính đến con đường sống nữa. Nhưng nếu các người điều động đến một chiếc xe và để mẹ tôi đi khỏi nơi đây thì tôi còn suy nghĩ lại. Cậu không có quyền đàm phán với chúng tôi. Tôi nói lại một lần nữa, mau thả con tin ra ngay. Là tôi đang yêu cầu các người, chứ không có hề đàm phán. Tôi đếm đến 10, để cho các ông suy nghĩ. Ngân biết Tuấn đang làm chuyện dại dột, không ngờ Tuấn lại làm như vậy, để cho bà Miên thoát thân. Cậu không có đi khỏi đây được đâu, bỏ cuộc đi. Cậu có nghe tôi nói không? Cả bà ta và cậu sẽ đều không có thể ra khỏi đây. Cậu có nghe tôi nói không? Mau đầu hàng đi! Chưa nói hết câu, thì giọng có Ngân lại kêu lên đau đớn. Lần này cả Tuấn và Ngân đều nhìn xuống dưới đất, nơi một thứ chất lỏng chết chóc màu đỏ đang chảy dưới chân cô. Lần này Tuấn đã thật sự lo sợ. Anh không tiếp tục đếm nữa. Anh không muốn lo lắng cho an nguy của mình và bà Miên nữa. Anh vội cúi người xuống, ẵm cô lên lần nữa, rồi bỏ chạy, hy vọng sẽ kịp đưa cô ra ngoài đi cấp cứu. Tiếng súng vang lên giữa không gian yên lặng. Bà Miên và Hạo ở bên trong nghe xong cũng trợn trừng mắt chạy ra cửa sổ nhìn xuống. Ở dưới sân, Tuấn đang dần ngã quỵ xuống đất vì hai viên đạn đã găm sâu vào lưng của anh. Con trai! Bà Miên kêu to lên một tiếng thảng thốt rồi ngã xuống bất tỉnh. Bọn thuộc hạ thấy vậy liền phát quản bỏ chạy đi tán loạn. Hạo thoát khỏi vòng dây nên liền chạy xuống sân. Trong khi mọi người đang ập vào dây bắt hết tất cả nghi can và người liên quan,
Tuấn từ từ gục xuống đất và vẫn không quên quỳ gối xuống trước để Ngân không phải từ tay anh rơi xuống đất. Đợi Ngân tự mình ngồi xuống đất rồi, Tuấn mới ngã ngang, nằm yên dưới đó thoi thóp. Xin lỗi chị dâu. Tôi bất lực rồi. Tôi không đưa chị đi, đi bệnh viện. Tôi... Ngân không hiểu sao bây giờ lại hoảng loạn. Thân người đang dâng lên vài cơn đau không thể tả. Hệt như có ngàn cái xương nhỏ đang dở dụng trong đó. Nhưng nhìn thấy Tuấn, cô lại động lại một chút xót xa. Cô khóc, cô đã rơi nước mắt. Khóc là vì đau, đau cho mình và cũng đau lòng cho Tuấn. Tuấn, cậu bị điên rồi. Tại sao lại muốn mọi chuyện thành ra như vậy chứ? Cậu vốn có thể sống tiếp mà, sao lại chọn con đường chết? Thấy cô bù lu bù lo khóc nấc, Tuấn như hài lòng lắm, mỉm cười, bàn tay còn nhẹ nhàng đưa lên lau nước mắt cho cô. Người cao ngạo như tôi không thể ngồi tù, tôi thà chết. Nếu được chết vì chị, tôi lại càng thấy vui. Nhìn kìa, chị khóc như tôi rồi nè, không ngờ đến lúc cuối đời lại được chị quan tâm đến. Mà còn được chị khóc lóc đưa tiễn nữa, tôi đúng là có chết cũng đáng lắm mà. Đừng có nói nữa, đừng có nói gì nữa, tôi kêu họ đưa cậu đi bệnh viện, cậu ráng lên một chút, đừng có bỏ cuộc, được không? Nghe vậy, Tuấn liền lắc đầu. Không, không kịp rồi, chị phải hứa với tôi, chị và đứa bé phải không sao, nếu không sau khi tôi nhắm mắt, có lẽ tôi mới là kẻ phải ân hận cả kiếp này rồi. Vừa mới dứt lời là đôi mắt của Tuấn cũng khép chặt. Cánh tay đang lướt trên mặt cô cũng buông thõng rơi xuống đất. Cùng lúc đó, thân người của cô cũng đau thương tột độ. Trong một thoáng, cô cũng đổ xuống đất bất tỉnh. Cảnh sát bên ngoài cũng ập vào bắt người. Hạo cũng đã chạy đến khuỵu gối xuống chỗ cô. Ngân! Ngân! Trước mắt Ngân đã tối sầm. Mọi chuyện diễn ra sau đó cô đều không biết. Hạo lê nguyên một thân mình toàn là vết thương, ẵm cô chạy ra xe đưa ngay vào bệnh viện, giao cô lại cho bác sĩ đẩy băng ca vào phòng cấp cứu mà anh muốn chạy vào theo. Nếu bác sĩ không ngăn lại thì có lẽ anh đã xông thẳng vào trong. Anh Dương à, anh có thể vào đây một chút để chúng tôi xử lý vết thương cho anh được không? Hạo dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu kia không dứt. Khi các y tá đến ngỏ ý muốn xử lý vết thương, anh cũng không màng đối đáp quá hai câu. Không cần. Anh à, ở đây là bệnh viện rồi nên thiếu phu nhân sẽ không có sao đâu. Nhưng trên người của anh nhiều vết thương như vậy vẫn là nên để chúng tôi xử lý trước. Hai người đi giùm cho đi, tôi không có thói quen nói cùng một chuyện ba lần. Nghe vậy cũng đủ hiểu sự uy hiếp ẩn ý đang nằm trong câu nói của anh. Trợ lý Tâm giờ này chắc cũng đang bận rộn thủ tục bên Đài Bắc, không có thể cùng anh chia sẻ nỗi lòng này được. Quanh đi quẩn lại vẫn chỉ một mình anh đối diện với hiện tại đầy thảm khốc. Một lát sau, khi mà cái đèn màu vàng ngoài cửa tắt đèn, cánh cửa cũng đồng thời mở ra. Các bác sĩ y tá vừa ra đến là Hạo lại thót tim. Anh đi lại gần họ mà không biết nên phản ứng gì. Cuối cùng anh bình tĩnh. Bác sĩ, vợ của tôi sao rồi? Vị bác sĩ mở khẩu trang ra nhìn anh. Lần này khuôn mặt rất khác, không có chút gì giống như bác sĩ lần trước. Thay vì báo tin dữ thì bác sĩ lại gắt gỏng lên. Anh làm chồng làm cha cái kiểu gì vậy? Vợ mang thai mà lại để cho suy nhược, dinh dưỡng không có đủ, sức khỏe kiệt quệ, cái thai cũng bị động mạnh. Nhưng mà may đứa trẻ và sản phụ đều không sao, chỉ cần nghỉ ngơi rồi điều dưỡng là ổn thôi. Hạo nghe xong mà trong lòng như trút được một hòn đá rất lớn. Anh cười, cười mà rung rung nước mắt. Anh cũng không biết phải nói gì vào lúc này. Vốn từ ở trong anh đột nhiên tan biến đâu mất. Ngoài từ cảm ơn ra, anh không biết nên hỏi thêm gì nữa. Bác sĩ, cảm ơn ông nhiều lắm. Một lát nữa bệnh nhân sẽ được đưa xuống phòng hồi sức, người nhà có thể vào thăm được rồi. Vậy tôi... Cậu mau qua bên kia xử lý vết thương đi. Bệnh nhân tỉnh lại mà thấy cậu như vậy chắc là mệt tiếp đó. Nói xong, vị bác sĩ cùng với vài y tá cũng rời khỏi đó. Hai cô y tá lúc nãy bây giờ mới quay lại nhỏ giọng sợ sệt. Vậy Dương Tổng có thể sang bên này để chúng tôi sơ cứu cho anh. Lần này Hạo không nói gì, chỉ nhìn vào cánh cửa kia một lần nữa rồi lẳng lặng đi theo. Khi đã làm xong mọi thứ, gọi thêm vài thuộc hạ mang quần áo mới tới,
anh mới đi vào phòng bệnh của cô. Vừa bước vào trong là một mùi thuốc sát khuẩn bay ngập trong không gian. Nhìn cô nằm im ỉm ở chiếc giường giữa phòng mà lòng anh thấy yên bình. Ít nhất bây giờ anh đã biết được cô và đứa trẻ không sao. Hai người họ chỉ đang mệt quá nên ngủ một giấc mà thôi. Trời bên ngoài đã về khuya, thanh âm rì rào từ nhành cây, cánh lá cũng va vào nhau nghe xào xạc. Cảnh đêm thanh tịnh, anh không bật đèn bên trong vì sợ cô thức giấc. Tuy vậy, nhưng ánh sáng trong phòng vẫn vừa đủ để anh nhìn rõ gương mặt cô. Nhìn cô nhợt nhạt thiếu sức sống, nhưng vẫn rất thu hút. Đối với tình cảnh này, anh rốt cuộc cũng không có thể kìm lòng được, mà nhón người lên hôn lên trán cô. Càng nhìn vào gương mặt của cô, anh lại càng yêu. Nhịp tim trong anh ngày càng mãnh liệt. Nếu như em cùng anh ăn bánh đoàn viên thì hạnh phúc lắm, đúng không? Giọng nói nhẹ nhàng của Ngân phát lên, khiến cho Hạo phải sững người. Một giây sau anh lại cúi mặt vào tay cô mà đôi vai cũng rung lên dữ dội. Dường như mọi cảm xúc đang dở hòa ngay lúc này, làm anh không thể ngăn lại nổi. Ngân biết và hiểu được nỗi sợ cô độc của anh nên nghiêng người mỉm cười vuốt tóc anh. Không sao rồi, em và con không sao rồi anh à. Em xin lỗi đã làm anh lo lắng. Anh đừng vậy mà, em sẽ đau lòng chết đó. Tôi rất sợ. Bấy lâu nay chỉ cần là cái thứ tôi thích thì tất cả sẽ không có kết cục tốt đẹp. Tôi rất sợ, sợ lại mất em, mất con. Lần sau xin em đừng có dọa tôi nữa. Tim em cũng bằng máu bằng thịt. Tôi không thể chịu thêm một đả kích đâu. Em có hiểu không? Em biết anh lo cho em mà. Không phải bây giờ chúng ta không sao rồi. Anh bình tĩnh lại một chút đi. Anh đang dọa con sợ đó. Nghe vậy, Hạo liền ngẩng mặt lên nhìn cô. Sau đó lại áp mặt lên cái bụng đã nhô lên của cô thầm thì. Nè, sau khi ra đời, bất kể là trai hay gái đều phải ngoan ngoãn nghe lời ba nha. Không có được chạy nhảy linh tinh như mẹ là ba cho mày về lại cái chỗ cũ đó. Anh nói như thế, hai đứa trẻ đang giận dỗi nói chuyện với nhau. Giờ đây mọi chuyện đã lắng xuống, yên bình đã tìm về với đôi vợ chồng trẻ. Những tưởng đã quên lãng một việc quan trọng, nhưng không, ở bên ngoài bây giờ lại đột nhiên có tiếng gõ cửa. Hạo nghe thấy nên đứng lên lau lại mặt mũi mới đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa bật ra là bóng dáng của ba người khiến cho anh chau mày. Tâm cùng ông Dĩ và bà Hoa đang mỉm cười nhìn anh. Tâm không đợi lâu thêm nữa liền nói. Nhưng Tổng, anh không mời khách phương xa vào uống một chút nước sao? Mời mọi người vào trong. Sau lời mời là mọi người cùng vào trong phòng bệnh. Hai người đàn ông đi đến ghế sofa cùng Hạo, còn bà Hoa thì ngồi lại bên cạnh của Ngân. Con sao rồi? Có chỗ nào không khỏe không con? Dạ, con vẫn ổn thôi dì. Sao hai người lại sang Việt Nam? Chuyện hợp tác có vấn đề gì sao? Không đâu con à, đừng có hiểu lầm. Lần này về là có chuyện thật, nhưng không có liên quan đến chuyện hợp tác. Vậy có chuyện gì hả dì? Dì làm con thấp thỏm quá. Nói đến đây, bà Hoa lại nhìn sang cậu Tâm. Tâm hiểu ý nên quay sang Hạo nói tiếp. Dương Tổng, anh đã từng giao cho tôi một nhiệm vụ mà mãi đến bây giờ tôi vẫn chưa hoàn thành. Anh có nhớ không? Hạo nghi ngờ nhìn Tâm rồi hỏi lại. Nhiệm vụ gì? Phải là nhiệm vụ tìm lại người đã gửi cho anh bức thư máu vào 3 tháng trước. Thật ra chúng ta đã tìm ra quá rộng rồi. Có câu xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Nhưng Tổng, tôi phải chúc mừng anh. Người anh cần tìm chính là vợ của bác trưởng thôn đây. Bà Hoa, vợ ông Dĩ, tên chính xác là Quỳnh Hoa. Bà là người Việt Nam, đồng thời là mẹ ruột của anh. Trong khi bà Hoa đang rưng rưng nước mắt nhìn anh, thì Hạo lại không tin vào sự thật. Vì bao nhiêu năm trôi qua, anh đã quên mất khuôn mặt và bóng dáng của mẹ mình mất rồi. Giờ đây Tâm lại nói bà là người đang ngồi trước mặt khiến anh không dám tin. Ông Vĩ thấy anh im lặng không nói gì, biểu lộ gương mặt cũng không biết là anh đang cảm thấy ra sao. Nhưng không sao, chuyện này ông cũng có lỗi, vậy nên không cần ai nói gì thêm, ông nên nhận lỗi trước cái đã. Cậu Hạo à, trước tiên tôi muốn xin lỗi cậu vì đã tránh mặt cậu trong suốt khoảng thời gian cậu ở Đài Bắc. Thật ra tôi chỉ lo cho bà ấy gặp lại cậu thì sẽ nhớ đến những chuyện đau lòng trước đây rồi sinh bệnh.
Cho nên, dù biết cậu và bà ấy là ruột rà máu mủ với nhau, tôi vẫn kiên quyết không muốn cho bà ấy nhìn mặt cậu. Mà nói thật ra thì tôi cũng nghĩ cậu đã không cần bà ấy nữa rồi, nên tôi mới nhẫn tâm như vậy. Tôi luôn mặc định bao nhiêu năm qua, cậu đã quen sống trong nhung lụa, đã quen với quyền cao chức trọng nên đã không còn nhớ người mẹ như bà ta nữa. Cho đến sáng nay, cậu Tâm tìm đến nhà vì đã điều tra ra được bà ấy. Sau khi nghe hết tất cả những chuyện cậu đã trải qua từ nhỏ đến lớn, khiến cho tôi xót xa không dứt. Dương Hạo, tôi một lần nữa xin lỗi vì đã để cho cả hai người gặp nhau rồi mà còn tàn nhẫn như vậy. Mong cậu tha lỗi cho tôi, được không Hạo? Hạo kêu lên một tiếng, rồi chợt cười. Nụ cười này không biết là đang vui hay đang buồn. Chỉ là càng nhìn lại càng thấy anh bất mãn rồi không nói gì. Lúc này bà Hoa mới đi lại chỗ của anh, ngồi xuống cạnh anh trong khi anh đã cúi gầm mặt. Con trai, mẹ đã mong được gọi cái danh xưng này lâu lắm rồi, con có biết không? Mẹ xin lỗi. Xin lỗi vì không có dũng cảm nhận lại con. Xin lỗi vì mẹ đã không ở lại bên cạnh con để con phải một mình chống chọi với nhiều thứ khủng khiếp đến như vậy. Bây giờ vẫn còn kịp. Con có thể cho mẹ một cơ hội bù đắp cho con, bù đắp hết những ngày tháng lũng đoạn trong tâm hồn của con. Hạo à, mẹ nhớ con. Mẹ mong gặp con. Mẹ mong được ôm lấy con dỗ dành như ngày con vừa mới lọt lòng mẹ. Con có thể không? Có thể tha thứ cho mẹ không con? Đối với Hạo, sợ dĩ anh không nói gì, thật ra là anh không biết mình nên phản ứng như thế nào. Ba ngày. Trong chưa đầy ba ngày anh đã phải trải qua quá nhiều cú sốc lớn. Từ sự ra đi lần lượt của nhiều người bên cạnh, rồi thì an nguy của Ngân cùng với đứa trẻ bị treo trên ngọn cây. Bây giờ lại thêm một người thân tìm về mà anh đã quên mất mặt mày. Thử hỏi bây giờ anh phải làm thế nào đây? Hòa khóc, rồi xà vào lòng bà, nhận mẹ, hay ngoảnh mặt như chưa từng quen biết? Không, anh không chọn cách nào cả. Trong một cơn xúc động đến cùng cực, Hạo vừa nói mà như miếu trước mặt của bà. Bà bắt tôi phải tha thứ cho bà, làm sao đây? Hơn 20 năm bà bỏ mặc sống chết của tôi. Bà có biết tôi đã phải chịu những gì không? Quất ức không ai giải. Đoạn đau không ai xoa. Đau lòng không ai tỏ. Tôi như một cỗ máy bị lập trình giữa chốn thị phi này. Ngay cả một con vật làm thân ở bên cạnh để bám víu vào nó, những lúc yếu lòng cũng không có. Suốt một thời tuổi thơ, chỉ toàn là chôn chân trong bốn góc tường. Tôi ngày ngày phải nghe những lời cay độc, thậm chí có những lúc bản thân có được sống đến ngày mai hay không tôi cũng không biết. Một chút phản kháng lại mọi rào cản trắc trở tôi cũng phải mơ ước. Bởi vì tôi không có người thân, căn bản rằng ở trên đời chỉ có một mình thôi, chứ không có một ai khác chở che cho mình. Là một thằng đàn ông, tôi không cho phép mình phải hèn kém trước kẻ thù. Để rồi, toàn thân của tôi chỉ toàn là vết xước, đã sớm mưng mủ làm độc rồi. Chỉ cần chạm tới là đau đớn, chỉ cần đụng tới là thấu xương. Tôi... Hảo hả? Mẹ biết hết á. Con đừng có nói nữa. Đừng nói nữa mà con. Hạo vừa nói vừa xúc động đến nghẹn đến hết cả cổ họng. Bà Hoa nghe thấy mà lòng đau như cắt. Bà khóc nức nở, lấy hết can đảm, ôm chặt Hạo vào lòng. Trong vô thức, Hạo cũng đã vòng tay ôm lấy bà để thử một lần được gục mặt lên vai mẹ, khóc cho hết nỗi oán hận, oán khuất ở trong lòng. Hình ảnh của hai mẹ con ôm nhau khóc lóc sau bao nhiêu năm trùng phùng từ hai phương trời khiến cho mọi người có mặt ở đó phải rơi lệ. Dễ dàng gì nửa đời cách biệt đến cuối đời còn được gặp lại nhau, cũng dễ dàng gì sao tất cả lại được sum họp ngay ngày Tết đoàn viên. Tâm đứng kế bên nãy giờ bình tĩnh khóc cũng đã đủ. Nhớ đến còn việc chưa có làm nên vội gạt nhanh nước mắt rồi nở một nụ cười gượng gạo. Thôi, Dương Tổng, phu nhân, bác trưởng thôn, thiếu phu nhân, mọi người đừng có mít ước mãi như vậy nữa. Hôm nay là Tết đoàn viên đó. Nè, tươi tỉnh lên rồi mình cùng ăn với nhau một miếng bánh đoàn viên nghe. Nói xong, Tâm liền vỗ tay mấy cái. Bên ngoài là hai người thuộc hạ đang cầm trên tay một cái bánh đoàn viên thật lớn.
lát sau đi đến đặt xuống bàn, rồi quay sang cúi đầu trước mọi người. Chúc mừng phu nhân và hảo thiếu gia trùng phùng, chúc mừng ngày đoàn viên cả nhà Dương gia. Nói xong, cả hai đều trở ra ngoài. Tâm thấy Hạo vẫn chưa có ý định muốn buông bà Hoa ra, nên đi lại gỡ tay anh. Dương tổng, anh không có qua dìu thiếu phu nhân qua đây ăn bánh hả? Thiếu phu nhân có tự đi được đâu. Nghe đến cô, Hạo mới sực nhớ lại, rồi buông bà Hoa ra ngại ngùng. Anh vội lau đi gương mặt nhếch nhác của mình, rồi đi sang giường bệnh của cô, bàn tay vuốt nhẹ lên trên mặt cô rồi trầm giọng. Tôi quên mất em, vẫn chưa có ăn cái gì. Em đói không? Tôi đi mua chút gì cho em ăn nghe. Ngân cũng giương tay vuốt ve trên gương mặt lúc nãy đã đẫm nước của anh. Giọng nói cũng xúc động run run như sắp khóc. Chúc mừng anh đã tìm được mẹ. Chúc mừng chúng ta tai qua nạn khỏi. Chúc mừng cho tất cả đã trở về bình an. Hạo, em muốn ăn bánh đoàn viên. Hạo nghe xong mà vẫn xúc động, nhưng lại cố kìm nén không khóc. Anh đỡ lưng cô ngồi dậy rồi nói như miếu. Được, chúng ta sang ăn bánh đoàn viên. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện Mai Mình Ly Hôn, tác giả Vân Yên. Lâm Phương chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và mong gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.